bay theo bốn hướng nha. Sau đây mình sẽ quay lại để hướng dẫn để cho mọi người chúng ta cùng tập theo nha. Rồi các câu đoán đầu tiên này. 1 2 3 4 lùi 5 6 7 và 8. Câu 8 thứ hai. Ở hướng này chúng ta xoay 90 độ bên tay phải. 2 2 bước lên nháy 3 và 4. Tiếp tục chân phải chúng ta bước đồng thời đổi chỗ 90 độ sang bên tay phải. 5 6 7 8. Câu 8 thứ 3. 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8. Câu 8 thứ 4. 4 2 3 4. Tiếp tục ở hướng này chúng ta xoay 180 độ lại phía đằng sau luôn. 5 bước chân lên. 6 7 tiếp tục xoay 90 độ sang hướng bên trái. Mình sẽ quay mặt lại để đi cho mọi người cùng theo dõi nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 8 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Sau đây mình sẽ đi cả bốn hướng nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 8. 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Thứ hai nha. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 8. 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Hướng thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 8. 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Hướng thứ 4. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 8. 3 và 2 3 4 5 và 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7